canva nó thật sự sẽ giúp cho các bạn kiếm rất là nhiều tiền nếu các bạn hiểu về cái công nghệ của canva nó hoạt động và cái cách dùng như thế nào và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cài đặt một cái blogging trên chat gpt để giúp cho các bạn sử dụng được cái phần canva thiết kế cực kỳ nhanh chóng và ba cái cách kiếm tiền và mình đang dùng nó để mình kiếm tiền trên nền tảng canva này mình sẽ giúp cho các bạn ba cái cách kiếm tiền tại nhà không cần phải tốn quá nhiều thời gian các bạn có thể tạo ra những cái cách kiếm tiền với lại nền tảng Canva này cùng thế tìm hiểu và chúng ta bắt tay vào kiếm tiền với lại năm 2023 ngay lập tức nhé. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại với lại khu vực trên chat GPT. Các bạn sẽ nhìn thấy trong cái khu vực chat GPT lớp này nó sẽ xuất hiện ra cái chữ là GPT 4 các bạn thấy chưa? Ở trong cái phần dấu ba chấm này chúng ta click vào đây nó sẽ có chữ setup and beta chúng ta click vào. Trong cái mục beta future này các bạn bật cái chỗ login này chúng ta bật cái công tắc cho nó xanh lên giúp mình. Bây giờ chúng ta thoát chuột ra bên ngoài Khi mà chúng ta lên nâng cấp của bản GPT-4 thì cái chỗ này nó sẽ xuất hiện ra cái chỗ là No Login Enable Chúng ta click vào đây Nó sẽ có phần Login Store Các bạn thấy chưa Trong khu vực này các bạn gọi cho mình cái chữ là Canva Và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là Install Chúng ta sẽ cài cái Login Canva này tích hợp trên chat GPT Ok như vậy là chúng ta đã cài hoàn tất rồi chúng ta thoát chuột ra bên ngoài rồi bây giờ nếu mà muốn sử dụng thì chúng ta kích vào đây và chúng ta bật chế độ check in này lên Các bạn check vào đây là ok, sau đó chúng ta thoát ra Rồi sau khi chúng ta cài đặt thành công thì các bạn bật chế độ blocking này lên Chúng ta sẽ bật cái chế độ canva chat này lên các bạn hai chúng ta check vào đây Như vậy là nó bắt đầu nó hoạt động rồi Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu cho nó thiết kế cho chúng ta một cái banner Thì mình sẽ ra lệnh cho nó ra thiết kế Poster Quảng cáo về À, gà rán trên Canva. Chúng ta có thể gõ tiếng Việt như thế này và chúng ta ra cho nó một cái yêu cầu thiết kế poster quảng cáo về gà rán trên Canva. Sau đó chúng ta nhấn Enter các bạn ha. Và các bạn đợi xem thành phẩm nó sẽ thiết kế cho chúng ta như thế nào. Rồi và chúng ta sẽ thấy Canva nó đang xuất hiện cái chữ là Use Canva, tức là nó đang thiết kế cho chúng ta à, rất là đẹp, nó tạo ra cho chúng ta ngay lập tức một cái poster quảng cáo như thế này rồi rất là nhiều kiểu thôi các bạn ha nó sẽ tự động nó auto nó chạy cho chúng ta các bạn thấy chưa à các bạn cứ đợi cho nó xuất hiện ra à, những cái poster ok sau khi nó chạy xong rồi thì chúng ta sẽ edit lại trên nền tảng canva rất là nhanh chóng rồi sau khi nó chạy hoàn tất thì các bạn thấy ở dưới đây nó đã xuất hiện ra cho chúng ta một số mẫu poster và banner cực kỳ đẹp thôi các bạn ha đó thay vì chúng ta ngồi chúng ta thiết kế thì nó đã thiết kế ra cho chúng ta rất là nhanh thôi các bạn ha bây giờ làm sao để chúng ta chỉnh sửa cho nó phù hợp với lại cái nội dung của mình thì các bạn sẽ kéo xuống khu vực phía dưới này nè nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta tất cả những cái panel nó vừa tạo thôi các bạn hoặc là mỗi phần nó sẽ xuất hiện ra cái chữ là xem và chỉnh sửa mẫu đây chúng ta sẽ mở ra một link mới nè à, chúng ta sẽ mở ra một link mới và trong khu vực này Chúng ta sẽ điều chỉnh lại những cái panel này cho nó phù hợp Ví dụ như số điện thoại, hotline hoặc là thông tin Chúng ta click vào đây chúng ta chỉnh sửa là xong Và trong phần thành phần này chúng ta có thể tìm kiếm thêm Ví dụ như là gà rán ha Đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cái phần à, đồ họa trong khu vực này Chúng ta có thể kéo những cái player này Hoặc là ảnh có thật ở đây Chúng ta có thể đưa những cái ảnh này vào thay thế cho À, những cái phần hình ảnh này đó cực kỳ đẹp và sinh động. Chỉ cần chúng ta biết cách sử dụng, bước cách vận dụng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công nghệ à, giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hả các bạn. Chúng ta chỉ cần thay đổi nhẹ lại một cái là nó sẽ có tất cả mọi thông tin và chúng ta có quyền điều chỉnh được tất cả những cái phần này. Cái lệnh của các bạn ra càng chi tiết thì nó sẽ xuất hiện ra nội dung của chúng ta càng nhanh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai để chúng ta đi thiết kế. Đó là chúng ta sẽ tạo ra logo ví dụ mình yêu cầu nó là tạo logo sẽ organic food trên Canva mình sẽ yêu cầu nó tạo cho mình một cái logo organic food để mà mình sử dụng cho một cái website thực phẩm đó thì các bạn thấy ngay lập tức nó sẽ hoạt động và tiếp tục nó sẽ tạo ra cho chúng ta cực kỳ đẹp các bạn thay vì chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ và chúng ta sẽ không biết làm như thế nào thì Canva kết hợp với ChatGPT nó sẽ giúp cho chúng ta làm được cái việc đó ngay tức thì thì nó sẽ chạy ra cho chúng ta một số cái mẫu logo rất là đẹp ha các bạn thì như thế này các bạn có quyền điều chỉnh lại những cái mẫu mà chúng ta ưa thích hả các bạn ở dưới này chúng ta cũng có thể kích vào để chúng ta link tới hoặc là trên tất cả những cái banner như thế này chúng ta cũng có thể kích vào đây à, chúng ta kích vào chúng ta chỉnh sửa từng cái để giúp cho chúng ta à, nhanh chóng có được những cái logo như thế này các bạn thấy chưa À, chỉ cần chúng ta kích vào một cái là tất cả những chủ đề này nó đã có cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần việc cập nhật lại những cái phần nội dung ở đây. Ha, thay đổi phong chữ, thay đổi màu sắc, thay đổi thông tin lại là chúng ta đã có ngay một cái logo. Và như thế này các bạn có thể à, sáng tạo tiết kiệm thời gian hơn và chúng ta có thể dùng cách này để đi kiếm tiền. Vậy Canva nó có những cái cách kiếm tiền nào? Sau khi chúng ta đã biết nó có thể giúp cho chúng ta thiết kế rồi, thì Canva nó có rất là nhiều cách kiếm tiền ha các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách kiếm tiền đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba cách kiếm tiền với lại Canva thông dụng nhất ở Việt Nam và một số cái nền tảng quốc tế ha các bạn ha. Và chúng ta hoàn toàn sử dụng bằng trí tuệ nhân tạo hoặc là những cái kiến thức của chúng ta áp dụng trên Canva. Thứ nhất, một cái phương pháp tuyệt vời nhất đó là chúng ta hãy nhận thiết kế toàn tập tất cả những cái thiết kế trên Canva nó đã có sẵn rồi thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và khi mà các bạn biết thiết kế trên Canva rồi các bạn có thể sử dụng những cái mẫu ở trên này à, nó rất là đa dạng và nó à, vô số kiểu mẫu khi mà chúng ta hiểu được cái cách thiết kế rồi thì chúng ta làm sao để kiếm tiền thì các bạn giúp mình lên trên cái khu vực là cái trang freelancer à, freelancer.com đó các bạn có thể gõ chữ freelancer.com và à, file shop À, uh, file job là chúng ta gõ design, uh, design. Thì trong này nó có rất là nhiều cái yêu cầu khi mà chúng ta muốn uh, khi mà chúng ta đã có một cái tài khoản rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào bên trong. Rồi trong khu vực này các bạn sẽ gõ giúp mình cái chữ là designer trong cái phần việc này nè, chúng ta sẽ gõ chữ designer và ở trong đây họ yêu cầu chúng ta à uh, thiết kế cho họ những cái yêu cầu gì đó thì các bạn có thể đọc những yêu cầu này và chúng ta nhận những cái job này về với lại cái giá là 15 đô 25 đô một giờ thôi các bạn ha thì trên những cái trang freelancer này trước đây mình có làm rất là nhiều về những cái công việc nhận thiết kế à, thiết kế web thiết kế hình ảnh trên này nó rất là nhiều job rồi tiếp theo các bạn có thể lên trên google các bạn gọi giúp mình cái chữ là upwork file job design trên cái khu vực này nó sẽ dẫn cho các bạn tới những cái nơi mà chúng ta sẽ có những cái công việc rất là hời thôi các bạn ha thay vì chúng ta làm ở việt nam thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản upwork chúng ta xác minh thông tin và chúng ta sẽ nhận những cái shop này về ví dụ như à, nó yêu cầu chúng ta vẽ những cái thằng này thiết kế những cái thằng này t-shirt à, và nó sẽ có cái giá trong này chúng ta có thể bấm vào shimo more và bên trong này nó sẽ để giá cả từng cái phần à, thiết kế của chúng ta như vậy chúng ta sẽ nhận tất cả những cái dự án ở nước ngoài cũng như ở việt nam để chúng ta thiết kế hoặc là khi chúng ta đã có kiến thức về canva rồi các bạn có thể đăng tải lên những cái cộng đồng để giúp cho chúng ta nhận được những cái job thiết kế đó về cực kỳ nhanh chóng các bạn ha trên này nó có rất là nhiều mẫu thiết kế kể cả thiết kế menu thiết kế video thiết kế 3D tất cả những cái mẫu đó và chúng ta nghiên cứu Canva này với lại à, những cái kiến thức trí tuệ nhân tạo để giúp cho chúng ta có được một nguồn thu nhập các bạn ha đó là cái cách thứ nhất để chúng ta kiếm được tiền trên Canva và cái cách thứ hai đó là chúng ta làm video để kiếm tiền với trên YouTube các bạn các bạn có thể xây dựng những cái chuỗi video với lại YouTube cực kỳ nhanh kết hợp giữa Canva ha à, mình đã có những cái video chia sẻ rồi các bạn đừng quên follow kênh của mình để nhận được những cái chuỗi hướng dẫn chi tiết hơn về làm sao có được những cái hàng loạt những cái kênh YouTube À, sử dụng trên hoàn toàn bằng Canva rất là nhiều người thành công với lại nền tảng này khi mà chúng ta hiểu rồi chúng ta có thể nhân bản lên rất là nhiều video một ngày chúng ta có thể xuất bản ra vài chục video với lại nội dung chia sẻ giá trị và chúng ta kiếm tiền từ cái thằng này trên Canva này nó có rất là nhiều chủ đề giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian ví dụ các bạn làm về thực phẩm thì nó có sẵn hết tất cả những chủ đề về Canva rồi quan trọng làm sao chúng ta biến chuyển những cái đóng này thành content đưa lên trên YouTube và kiếm tiền từ nó thì lúc đó chúng ta mới À, hay hả các bạn ha còn nó là một cái tài nguyên có sẵn rồi mà chúng ta không biết cách vận dụng như thế nào để tạo ra nguồn tiền trên canva thì chúng ta để bị mất đi một cái nguồn thu nhập trên này ha canva nó giúp cho chúng ta làm được cái việc đó các bạn nhận những cái job ha thiết kế sau đó các bạn có thể tự xây dựng những cái kênh youtube của chúng ta hoặc là những cái kênh tiktok những cái kênh video ngắn để chúng ta sản xuất ra những cái thứ này các bạn thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người người ta kiếm tiền trên nền tảng này chưa ha có rất là nhiều cái kênh thành công rồi ha và các bạn sẽ làm những cái kiểu này để đăng lên một cái kênh của chúng ta chia sẻ giá trị kiến thức gắn lên tiếp thị liên kết để chúng ta bán hàng với lại tiếp thị liên kết nữa đó là cách thứ hai rất là hữu dụng trong thời buổi ngày hôm nay rồi một cái cách thường dùng nữa đó là tiếp thị liên kết với lại Canva thì khi mà mình thấy một cái dòng sản phẩm nào về sản phẩm digital marketing hoặc là sản phẩm vật lý nó hay nó hữu ích và nó đem lại giá trị thì mình sẽ dùng Canva mình tạo ra những cái content chia sẻ À, mình có thể biến nó thành những cái bài viết à, hoặc là xây dựng nội dung video và khi mà chúng ta đã có tài khoản Canva rồi thì các bạn có thể di chuyển vào trong khu vực blog này nè à, chúng ta có thể ra lệnh cho nó viết content cho chúng ta và dùng cái này à, để giúp cho chúng ta xây dựng nội dung rất là hay ví dụ như là à, viết nội dung giới thiệu về à, gà rán à, về gà rán à, về gà rán rồi ví dụ như mình sẽ yêu cầu cho Canva này nó sẽ viết cho mình một cái nội dung giới thiệu về gà rán ha các bạn ha Chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta yêu cầu nó tạo ra một cái content cho chúng ta Canva nó có một bộ công cụ rất là hay ha các bạn ha Chúng ta bấm vào mở rộng văn bản à, thì các bạn thấy rằng ngay lập tức nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái đoạn nội dung rất là nhanh chóng ha các bạn ha Hoặc là chúng ta muốn chia sẻ về những cái nội dung kiếm tiền nào đó thì chúng ta có thể đưa lên đây Ví dụ như là à, 5 cách 5 cách kiếm tiền với youtube à, các bạn muốn chia sẻ về chủ đề này thì à, canva nó cũng giúp cho chúng ta làm được cái việc này rất là nhanh chóng chúng ta chỉ cần yêu cầu cho nó một cái câu lệnh thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta một cái content và chúng ta chỉ cần À, lấy nội dung này chúng ta đăng tải lên những blog những social và chúng ta gắn lên tiếp thị liên kết vào thôi các bạn ha để giúp cho chúng ta có thêm nguồn thu nhập từ internet tôi đã chia sẻ cho các bạn xong cái cách chúng ta cài đặt blocking canva trên chat gpt và làm sao để kiếm tiền với lại canva ha các bạn ha và tiếp thị liên kết là một trong những cái thị trường tiềm năng ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo với lại canva thì mình có một cái khóa học hướng dẫn cho các bạn làm được cái việc đó khi mà các bạn muốn kiếm tiền online với lại MMO với lại một số nền tảng khác. À thì các bạn có thể tham gia cái khóa học này của mình và bên này à mình có một cái nhóm riêng để hỗ trợ cho các bạn và tất cả những học viên đều được mình kèm cặp nếu mà gặp vấn đề gì khó khăn. Nếu mà các bạn chưa xây dựng được dòng tiền online, các bạn muốn có thêm một nguồn thu nhập thụ động để giúp cho chúng ta trang trải cuộc sống giúp cho chúng ta có thể tự do tài chính thì hãy xây dựng ngay ngày hôm nay đây là công nghệ rất là mới và chưa có nhiều người áp dụng nếu các bạn là người tiên phong đi đầu tiên thì các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức để giúp cho chúng ta kiếm được tiền hả các bạn ha mình đã xây dựng rất là nhiều nguồn tiền trên internet nhờ vào những cái công nghệ trí tuệ nhân tạo công nghệ ai này và các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian có thể sử dụng điện thoại di động để tạo ra những cái content giá trị như vậy chia sẻ cho cộng đồng và kiếm tiền từ tiếp thị liên kết À, và làm sao từng bước một nếu các bạn tự làm chúng ta cũng có thể kiếm được tiền nhưng nó rất là lâu và chúng ta không thể nào mà đủ kiên nhẫn làm được nhưng khi mà các bạn học thì các bạn sẽ có được một người hướng dẫn cho các bạn gặp khó khăn gì cũng có một người giúp đỡ thì các bạn sẽ đi nhanh chóng hơn xin chúc các bạn thành công đừng quên follow kênh của mình để nhận được tất cả những cái kiến thức về kiếm tiền MMO về digital marketing và à, thiết kế web nhé xin chào xin gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn